tốn đồng với đọc và hiểu với đọc thì biết sờ với đọc. Các mỗi sờ thì sờ với đọc thì cũng phải biết sờ. Không quan trọng có nghĩa là sờ cá thì ông có nói như thế với các người hẳn không phải lại ông không phải như không. Cho nên là rất sờ với đọc thì có rõ là đọc.